Ra tiệm để đổi một kiểu tóc mới. Xuống phố uống cà phê. Đây là những ảnh cho thấy Quang Hải vẫn đang thích nghi với cuộc sống mới tại nước Pháp xa xôi. Bên cạnh khả năng chuyên môn, việc hòa nhập với các thành viên khác của đội bóng và thích nghi với môi trường sống mới cũng đóng vai trò quyết định đến khả năng thành công của một cầu thủ Việt Nam khi xuất ngoại. Đã qua khoảng 20 ngày kể từ khi vượt qua buổi kiểm tra y tế và chính thức gia nhập Pro FC, Quang Hải vẫn sinh hoạt và tập luyện với sự hỗ trợ của một trợ lý ngôn ngữ. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1997 là người nhận thức rõ rằng anh sẽ phải tự thân vận động nếu muốn tiến xa hơn. Cách đây không lâu, một đội ở Pro FC đã nhận xét rằng Quang Hải là một cầu thủ khéo léo kỹ thuật nhưng vẫn còn khá khép kín với các thành viên khác. Nguyên nhân của sự khép kín này phần lớn là vì rào cản ngôn ngữ. Quang Hải ý thức được điều đó. Chính vì vậy, anh vẫn cố gắng cải thiện vốn tiếng Pháp của mình. Bên cạnh thời gian tập luyện, cựu tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội còn cố gắng học 10 từ tiếng Pháp mỗi ngày. Cho đến lúc này, Quang Hải đã gần gũi hơn với các đồng đội trong tập luyện và sinh hoạt. Dù chưa thể giao tiếp nhiều với đồng đội và huấn luyện viên, nhưng Quang Hải đã ít nhiều để lại những dấu ấn tại Pro FC với nền tảng chuyên môn tốt của mình. Tiền vệ 25 tuổi được huấn luyện viên Thô Lô trao cơ hội ra sân trong cả 3 trận đấu của Pro FC nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới 2022-2023. Trong đó có một trận đá chính và 2 trận ra sân từ băng ghế dự bị. Đặc biệt, anh còn để lại ấn tượng đậm nét với bàn thắng tuyệt đẹp từ pha cửa lòng góp công giúp cho Pro FC thắng đậm lên đều 5-0. Trong 2 trận đấu còn lại, dù không đóng góp bàn thắng hay kiến tạo, nhưng Quang Hải cũng để lại dấu ấn trong lối chơi chung của đội bóng mới khi anh xông xáo và thể hiện được kỹ thuật. Quang Hải còn được huấn luyện viên trưởng giao trọng trách đá phạt. Để nhận được sự tín nhiệm từ huấn luyện viên Thô Lò, Quang Hải nỗ lực rất nhiều trong tập luyện. Anh gầy và đen hơn rất nhiều so với lúc còn ở Việt Nam. Một phần vì thời tiết tại Pháp lúc này đang có nắng nóng, một phần vì căng sức nhồi thể lực. Với dấu ấn tập luyện khối lượng nặng, cường độ cao, Quang Hải và các đồng đội đều phải chạy từ 7 đến 10 km mỗi buổi tập thể lực. Bên cạnh đó, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam còn nán lại 2 tiếng sau mỗi buổi để tập riêng. Khi đến thành phố Pro, Quang Hải tạm ở khách sạn. Được biết, sau chuyến tập huấn, anh sẽ rời khách sạn để đến ở tại một căn hộ rộng rãi thoáng đãng có vị trí gần sân tập và sân đấu của câu lạc bộ. Anh cũng có một chiếc ô tô để tiện đi lại. Theo kế hoạch do đội bóng Pháp công bố, Pro FC sẽ đá thêm một trận giao hữu cuối vào ngày 23 tháng 7 với Chamois Niortel trước khi mùa giải mới bắt đầu.